người bên trong nghe đây. Các ngươi mau chóng giao tội phạm nhân của triều đình ra đây. Tội bao che tội phạm của các ngươi sẽ không bị xử lý. Kiều Tiếp. Dạ. Người bên trong, nghe rõ đây. Các ngươi mau chóng giao tội phạm quan trọng của triều đình ra đây. Xem ra Ngô Minh thực sự xảy ra chuyện rồi. Đại giác pháp sư, ngài để Thiện Nhi ra ngoài đi. Những quan binh này đều tìm đến đây chắc chắn là để tìm Thiện Nhi. Không được, ta và cô đều là người của nhà Phật. Lão nạp không thể nào làm chuyện này được. Nếu không, Phật tổ không trách tội, bản thân lão nạp cũng tự trách mình. Pháp sư, lẽ nào ngài quên tình cảnh bi thảm của chùa Bạch Tước rồi sao? Hôm nay nếu như không giao Thiện Nhi ra, sợ là phụ dương sẽ làm ra chuyện quan trường hơn nữa. Chỉ cần để Thiện Nhi ra ngoài, có lẽ đây là kết quả tốt nhất. Con không cần nói nhiều nữa. Hoàng Giác, sư phụ, con mau chóng đưa Thiện Nhi và gia đình Tống Dược Sư trốn vào trong mật đạo. Dạ, không được. Thiện Nhi không thể rời đi. Thiện Nhi, có lẽ tạm thời rời khỏi Đại Hương Sơn là một chuyện tốt đối với chùa. Nếu như quan binh không tìm được con, họ sẽ tự động rời đi. Đúng vậy Thiện Nhi, chúng ta tránh đi, có lẽ chùa Đại Hương Sơn sẽ thoát được một kiếp. Thiện Nhi, chúng ta tạm thời tránh đi. Chuyện các người che giấu tội phạm sẽ không bị truy cứu nữa. Xem ra chúng ta chỉ có thể ra tay thực sự rồi. Phá cửa cho ta. Dạ. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Mau. Mau, đi mau, đi mau. Thiện Nhi. Hỏi ngài đưa nhiều người như vậy đến chùa Đại Hương Sơn của chúng tôi có chuyện gì không? Ông là chủ trì ở đây, chính là lão nạp. Nghe nói tam công chúa ở trong chùa của các ông, bản tướng quân mệnh phụng của hoàng thượng đến đón tam công chúa về cung. Tam công chúa không có ở trong chùa này. Ông lão hòa thượng này sao mở miệng ra là nói dối vậy? Lão nạp không hề nói dối. Xem ra ông không chịu giao ra. Đừng cho rằng ông cứng miệng thì tôi sẽ không tìm được tam công chúa. Hôm nay cho dù phải sang bằng nơi này, tôi cũng phải tìm được tam công chúa ra. Mấy người các ngươi lục soát cho ta. Dạ. Thí chủ, lẽ nào ngài không sợ xúc phạm đến Phật tổ sao? Hôm nay ở đây tôi nói là được. Các ngươi ở bên đó đi. Chủ trì, nếu như ông chủ động nói ra tung tích của tam công chúa, bản tướng quân sẽ không truy cứu ông. Chùa Đại Hương Sơn của ông cũng có thể bảo toàn. A Di Đà Phật. Mấy người các người đi theo ta. Lục soát cho ta. Dạ, dạ. Diệu Thiện, lẽ nào nàng còn biết bay? Ta nhất định phải tìm ra nàng.
Bảo tướng quân không có phát hiện gì. Bảo tướng quân không có. Bảo tướng quân không có. Lão trọc đầu. Bản tướng quân không tin. Miệng ông ta cứng như vậy. Đi. Sao rồi? Mấy tên trọc đầu các ngươi nghe rõ cho ta. Nếu như không nói ra tung tích của Tam công chúa, ta cho các ngươi biết tay. Tam công chúa không ở trong chùa Đại Hương Sơn. Lão nạp đã nói rồi. Được. Vì cái này giải thích thế nào? Bức thư này là do hòa thượng của chùa các ông đưa tới. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Đánh cho ta. Dạ, chủ trì. Tránh ra. Nhìn gì, ra tay đi. Dạ. Lão đọc đâu, ta thấy ông tìm cái chết rồi. Chủ trì. Đại sư, thiện nhiên quả nhiên không yên lòng với pháp sư. Để thiện nhiên ra ngoài xem sao đi. Không được. Như vậy đi, tôi đi ra ngoài xem sao. Nếu như bình an vô sự thì các ngươi hãy ra. Tướng quân, lão đầu trọc này chủ trì, sợ là không xong rồi. Trong chùa này chưa từng có Tam công chúa đến. Chúng tôi không thể không tiếc tính mạng vì một người không quen biết. Được. Hôm nay bản tướng quân tin các ngươi một lần. Tam công chúa là cam phạm của triều đình. Nếu như các ngươi dám bao che cho cô ta thì kết cục sẽ không chỉ như vậy đâu. Đi. Chủ trì, mau khiêng chủ trì vào phòng đi. Mau mau khiêng chủ trì vào. Mau mau. Quan binh đã rút rồi. Chúng ta đi ra đi. Pháp sư làm sao rồi? Pháp sư đại sư, ngài mau nói cho thiện nhi. Pháp sư bị thương nặng. Mau. Sư phụ bị làm sao rồi? Thiện nhi, mọi người đến rồi. Pháp sư, điều là thiện nhi là liên lụy đến ngài. Thiện nhi định tội cho pháp sư. Không cần như vậy. Thiện nhi, cô đến thế giới này chính là để phổ độ chúng sinh. Lão nạp có thể dốc một phần sức lực thì cô là phúc phần của lão nạp. Sống chết vốn là kiếp số đã định. Chỉ cần cô có thể tu hành tạo phúc cho muôn dân. Pháp sư, sư phụ, mọi người không cần hốt hoảng. Mặc dù pháp sư bị thương nặng nhưng vẫn có thể chữa được. Và họ Tống chúng tôi có kim can dược gia truyền, chỉ cần bôi lên là có thể đảm bảo đại sư bình an khỏe lại. Thiện nhiên nhất thời đông nóng, ngay cả kim can dược cũng quên mất. Mọi người ra ngoài cả đi, tôi bôi thuốc cho pháp sư. Đi. Quan thượng, ngươi là ai? Thần đến cứu ngươi ra. Quả nhân đang yên đang lành, cứu làm gì? Chúng ta trốn ra ngoài rồi nói. Trốn đi đâu? Người đâu? Có thích khách cứu mạng. Quan thượng, xin hãy nhanh chóng theo thần rời khỏi chỗ này. Có phải các ngươi mưu phản không? Quả nhân sẽ không để các ngươi đạt được như ý đâu. Hộ giá, hộ giá, hộ giá. Hộ giá.
Hộ giá! Hộ giá! Hộ giá! Bảo đến cứu quả nhân! Hộ giá! Mạc tướng Ngô Khánh, hộ giá muộn, xin hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng hoảng sợ rồi. Ngô Khánh, trong thời gian này quả nhân hôn mê, trong cung đã xảy ra chuyện gì? Bẩm hoàng thượng, gần đây trong cung xảy ra vài chuyện ạ. Vậy thì sao thích khách vừa nãy nói đến cứu quả nhân? Người này ăn nói hàm hồ, có ý đồ khác, tuyệt đối không thể tin. Vậy người này bây giờ đang ở đâu? Người đó đã bị mặt tướng giết rồi. Xem ra người này đã biết hết tất cả. Dạ cha, người này luôn miệng nói đến cứu hoàng thượng. Hắn là ai? Hà Nhi thấy rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp người này ở đâu. Hóa ra là người ở trong phủ hộ quốc hầu. Xem ra bọn họ bắt đầu có hành động rồi. Cha, dưới trướng của hộ quốc hầu Dương Trí vẫn còn một đám binh lính tinh nhuệ. Cha xem, không cần lo lắng. Dương Trí đã bị hoàng thượng nhốt 10 năm, nguyên khí đã bị thương nặng, không tạo được sóng lớn nữa. Khánh Nhi, con lập tức đưa người bao vây hai phủ của họ Mã lại, không được cho bọn họ ra ngoài. Dạ thưa cha, xử lý người này đi. Lệ Nhi, ra đi, thời gian cô trốn quá lâu rồi. Vì sao tướng quân Lý Tư Hướng vẫn chưa về? Có phải ông ấy bị phát hiện rồi không? Thân thủ của tướng quân Tử Hướng bất phàm, chắc hẳn không có chuyện gì đâu. Thật là đôn nóng chết mất. Chúng ta đợi thêm lát nữa đi, đừng đôn nóng. Lão phu thấy bình tĩnh của hoàng thượng hình như đã có chút khởi sắc. Có phải cô không làm theo yêu cầu của lão phu không? Chẳng là đại nhân không tin tưởng Lệ Nhi? Vậy thì không. Chẳng qua bây giờ lão phu có một chuyện muốn nhờ cô giúp. Bỏ cái này vào trong thuốc của hoàng thượng cho ông ta uống. Chuyện này nếu như hoàng thượng biết được, Lệ Nhi sợ sẽ mất mạng. Lệ Nhi, hoàng thượng không sống được mấy ngày nữa đâu. Nếu như cô không đồng ý với lão phu thì an toàn của phụ mẫu cô sợ là... Đại nhân, ngài cứ nói đến chuyện này khiến Lệ Nhi không biết phải làm sao. Bây giờ Lệ Nhi nghĩ, nếu như Lệ Nhi giúp đại nhân đạt được tâm nguyện thì Lệ Nhi có được lợi ích gì? Đây là chuyện mạo hiểm tính mạng đó. Lệ Nhi, cô có gì thì cứ nói đi, không cần chồng cho. Được rồi. Đại nhân, tôi muốn biết sau khi ngài hoàn thành nghiệp lớn thì giao cho phụ mẫu tôi một bức thư.
Chuyện này không có vấn đề gì, ta đồng ý với cô. Được, vậy thì một lời đã định.